Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với em Heroic rất là mạnh mẽ tên là Ruby Boy, một trong những con mà mình rất là thích luôn. Hôm nay thì mà theo lời yêu cầu của những bạn đã comment bên dưới video, Anti sẽ review nhẹ lại cái em Ruby Boy này nha. Và các bạn thích mình làm về cái bé nào thì cứ việc comment vào bên dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ test nhẹ với sức mạnh của Ruby. Nhưng mà mới vào thì chắc có lẽ là mình phải đưa cái em trâu này ra để cho nó cưa cẩm bớt. Mấy em đẳng cấp Heroic này rất là mạnh. Và đây là rồng hoang, một trong những em Legend Daisy 4 hệ. Mình đã nâng lên được một sao rồi. Như mọi người đều biết đó, thì mấy con này nó hơi bị mạnh. Mạnh thì mạnh nhưng mà bị ăn hiếp là một cái việc rất là dễ nhiên. Mình mạnh là có người mạnh hơn đúng không nè. Wow, Ruby của chúng ta đang được down luôn và đang đại chiến với anh bạn đó là Chiến binh băng level 33. Bạn này thậm chí level cao hơn mình. Super girl siêu nhân, một trong những cô nàng có sức mạnh khá là bá đạo. Wow, người ta đã ra gòn cái này rồi, ra gao super, giống như là siêu nhân gao vậy. Victory, ok. Hiệp tiếp theo mình sẽ đại chiến với một bạn level 74. Chơi hết mình luôn. Ruby Boy của chúng ta mặc dù chỉ là level 30 thôi nhưng mà sức mạnh thì cũng không thể coi thường được đâu ngang. Thì chiêu của rồng hoang vẫn đang được đam. Và bây giờ mình sẽ thử. Wow, tính ra rồng hoang cũng mạnh phết luôn. Với lại lượng máu bạn ấy hơi yếu một chút xíu thôi, chứ thật sự bạn ấy cũng khá là ok. Còn bây giờ đang đến với ông địa bụng bự. Cần tem luôn nào. Để xem coi có ai có thể ăn hiếp được bé rồng hoang của mình không. Bị gum. Wow, bị hạ mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, thành viên Ruby Boy của chúng ta sử dụng tuyệt chiêu đó là phóng điện nha. Và cái chiêu hổ báo của chú ấy vẫn là tuyệt chiêu điện luôn. Victory, 5 viên. Rồi, được 5 tiền. Wow. Ở cái khu vực level 70 mấy thì mình thấy rất là nhiều bạn đang nằm ở tầm level này. Ây cha cha. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Anti Channel thì hãy nhớ nha, bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và giờ đây gần đây thì mình làm khá là nhiều tựa game mới. Mong các bạn hãy ủng hộ nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Maruja. Bạn nào mà không nhận được thông báo thì vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai cái khung giờ mà mình ra những cái tập mới. Các bạn chỉ cần lên YouTube gõ chữ HNT thôi là sẽ có nha. Bây giờ thì tiếp tục nào. Ai chặt cái này hơi căng nè. Anh bạn này thì chắc sẽ nhờ từ Curious. Và hôm nay dường như là cuộc đua Heroic sắp kết thúc rồi các bạn ơi. Và cái nick này chắc có lẽ là mình sẽ không lấy được cái con Heroic mới rồi. Rất là đáng tiếc luôn. Victory. Rồi, bây giờ thì để mình xem coi nhiệm vụ Heroic nó bắt mình làm cái gì vậy ta. Đây, chiến đấu trong cái khu vực này. Giác cái con trâu siêu mạnh của mình ra cân cả thế giới nè. Với cái chú này thì chúng ta cần hệ mũi thôi là win rồi. Tiếp theo thì phải cho ăn. Bây giờ mình cho con gì ăn bây giờ? Đây, mình mới up được cái bé này, cho nó lên luôn. Bé này cũng là hệ điện luôn nha các bạn.
cho ăn tầm khoảng level 10 là được rồi. 10 à, chắc đủ rồi đó. Wow, thiếu chút xíu nữa. Rồi, tiếp tục vào cái khu vực đại chiến của chúng ta thôi. Đây rồi, anh bạn level 74. Rồng hoang, và ở đây chúng ta đang có 3 thành viên The Dragon, Daisy, Heroic các bạn. Đều là Heroic cả. Đây là anh bạn thuyền trưởng. À, thân hình vô cùng to lớn, rất là hầm hố luôn đúng không nào. Rồi, báo hoang của mình thì mới có chữ B cộng thôi, mình sẽ cho nó lên chữ A nha. A trừ. Wow, mém chết nè, mém chết luôn mấy anh ơi. Con này nó mạnh ghê gớm mấy. Cái thương của mình chỉ có 48 thôi và tem bạn thì nó 38. Một quả đấm thần thánh. Win nhẹ, nhưng mà chúng ta sẽ bị ban sát rồi. Rồi, lần này thì sẽ cho Ruby Boy lao ra. Bạn này sẽ cưa với anh và các bạn. Cô này Superman, siêu nhân nữ. Wow, con siêu nhân này được đao với mình. Rồi, trận này là ăn hành luôn rồi. Vẫn còn bé Châu cho nên chúng ta vẫn còn sống sót nổi. Wow, và chắc là sẽ hiệp cuối cùng rồi. Ở đây thì chúng ta chỉ đấu được 3 hiệp thôi. Dân đi. Wow, thôi ôi bé rồng hoang của mình không chịu được một đòn luôn cả nhà ơi. Người ta gọi là gặp phải đối thủ á. Và đối thủ này cũng khá là nặng ký. Ây chà, thôi nó đam với mình luôn cả. Mình nhường nhịn nó xíu thôi mà nó quất ghê gớm luôn. Nó đam với mình không ta? 41 nghe. Trời ơi, con đó nó lùa 4 cái là mình cũng thua tội liền. Rồi, đây là thành viên Benmi. Lượng máu mình đang còn được 85 hả? Hơi hơi quá cơm. Mấy con đam mà nó dập hai cái nữa là mình tắt thở luôn. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì kết quả để có. À, hiện tại thì mình đang like cái con này. Không biết ra con gì đây. Ra một cái trứng cấp C rồi. Hiện tại trên đảo Lai cũng đang có một số bé dragon mới nè. Bạn nào thích con nào thì like con đó nha. Mấy con này thì mình có rồi cho nên mình không có like. Đây, mình thử like con cấp E xem. 5 tiếng. Rồi, mình thu hoạch ít vàng nha. Và sắp tới có cái sự kiện nào hấp dẫn không nhỉ? À đúng rồi, bây giờ mình có thể vào khu vực này để có thể kiếm thêm mảnh dragon. Mấy cái con mà mình chưa có như con này đi. Wow, chỉ là cấp C thôi nhưng mà màu khá là rực rỡ luôn. Đây, thử đại chiến kiếm mảnh nha mọi người. Chúng ta sẽ lùi với tốc độ bàn thờ luôn nè. 2-3 nhắm mắt lao thẳng tới. Cơ cấu tứ bề cứ một hit là một em. Mình biết bây giờ hiện tại là mình đang rất là bá đạo trong cái khu vực này. Ở đây dường như không ai là đối thủ của mình luôn á. Có tất cả những con cấp C rồi thì chắc có lẽ nó cho mình chơi những con cấp mới hơn như là đẳng cấp VR hay là cấp E nhỉ. Đó, action. Là đây là sự kiện 66.
Wow, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, các bạn đã theo dõi video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.